Song Luân mừng sinh nhật đặc biệt cùng nam em, netizen thay nhau đẩy thuyền nhiệt liệt. Song Luân là một trong những nam thần của màn ảnh Việt, là hình mẫu lý tưởng của hội chị em. Không chỉ đảm nhận vai trò diễn viên, Song Luân còn lấn sân sang con đường ca hát và có những cột mốc ấn tượng. Song Luân là hình mẫu lý tưởng của nhiều chị em. Mới đây, Song Luân đã kỷ niệm sinh nhật tuổi 31 bằng một đêm nhạc đặc biệt tại một phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần hiếm hoi nam thần của màn ảnh Việt quay trở lại với sân khấu âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng. Không một mình, tuổi 31 của Song Luân còn chào đón sự xuất hiện đặc biệt của nam em. Song Luân cùng nam em trong đêm nhạc mừng sinh nhật tuổi 31. Tại đêm nhạc, Song Luân và nam em đã song ca loạt ca khúc nổi tiếng. Đáng chú ý là sự kết hợp ăn ý của cặp đôi cũng khiến khán giả vô cùng thích thú, liên tục đẩy thuyền cả hai. Một số dân mạng chứng kiến loạt khoảnh khắc tình tứ của Song Luân và nam em trong đêm nhạc, còn mong rằng cả hai sẽ sớm trở thành cặp đôi mới của Vbiz. Trước đó không lâu, chia sẻ về chuyện tình cảm hiện tại của mình, Song Luân cũng thoải mái cho biết, đến nay anh vẫn chưa quên người yêu cũ, vẫn nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc bên nhau trong quá khứ. Đó cũng là lý do anh độc thân suốt 4 năm qua. Theo chia sẻ từ Song Luân, ca khúc Đổi Hạnh Phúc Lấy Cô Đơn vừa được anh cho ra mắt gần đây là cột mốc đưa anh trở lại với âm nhạc sau một thời gian dài đắm chìm với phim ảnh. Đây cũng là lời tự sự chất chứa vô vàn tiếc nuối của Song Luân với người yêu cũ. Nam ca sĩ quay trở lại với sân khấu âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng. Thời gian qua, Song Luân tập trung cho các dự án cá nhân, đặc biệt là lĩnh vực diễn xuất. Hiện Song Luân đang tham gia hai bộ phim, một điện ảnh và một truyền hình, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả, đặc biệt là các fan trong thời gian tới.